Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sài Gòn có biến, Nguyễn Văn Nên ra tay thanh trừng hàng loạt. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng là ông trùm của Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc với quyền lực tuyệt đối, muốn chạm ai thì chạm, thì ở Sài Gòn ông Nguyễn Văn Nên là vua một cõi với vị trí là bí thư thành ủy. Việt Nam có tất cả 63 đơn vị hành chính gồm tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính mạnh nhất, mạnh cả về kinh tế và quyền lực chính trị. Trước đây, ông Lê Thanh Hải làm bí thư thành ủy, cũng là ông vua một cõi. Đôi lúc, ông không nghe trung ương. Với vị thế ông vua một cõi như thế, trong 10 năm nắm quyền ở thành phố này, thế lực của ông Lê Thanh Hải vững như bàn thạch. Mặc dù ông Hải đã rời chiếc ghế quyền lực được 6 năm, nhưng lò ông Trọng vẫn không thể nào chạm tới ông được. Như thế để thấy rằng, sức mạnh của người đứng đầu thành phố lớn nhất đất nước này, nó quyền lực vô song ra sao. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải, một thời là ông vua một cõi. Nếu nói việc trừng phạt các ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị hiện nay có dấu ấn của ông Nguyễn Phú Trọng, thì việc thay đổi nhân sự cấp thành phố ở Sài Gòn mang dấu ấn của ông Nguyễn Văn Nên. Từ khi ông Nguyễn Văn Nên về thay thế ông Nguyễn Thiện Nhân nắm thành phố này, ông Nên đã cho bắt ông Tất Thành Cang. Đây được xem là cách mà Nguyễn Văn Nên làm cho những lợi ích nhóm ở địa phương tại đây phải e sợ về sức mạnh của ông. Sau một thời gian dài khá lâu, im hơi lặng tiếng, thì ngày 20 tháng 4, ông Nguyễn Văn Nên cho thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với 8 đảng viên. Cũng như ông Nguyễn Phú Trọng, nếu muốn triệt hạ ai, ông hay dùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì ông Nguyễn Văn Nên cũng như vậy. Ông dùng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với những ai không vừa mắt. Lý do thanh trừng vẫn như những lý do mà lâu nay ông Trọng vin vào đó để biến nhiều quan chức thành củi, tống vào lò. Đó chính là tội tham ô. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên giờ là vua một cõi như Lê Thanh Hải trước đây. Được biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đề nghị thi hành kỷ luật đối với 9 đảng viên vi phạm pháp luật trong vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài. Dựa trên quy định của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên thuộc thẩm quyền của mình. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 7 đảng viên, nguyên là lãnh đạo, nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên dịch vụ, cơ quan, nước ngoài, bao gồm bà Trần Hoàng Nguyệt, cựu Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, ông Lương Thanh Điền, đảng viên Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cựu thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên, cựu kiểm soát viên công ty, ông Trần Công Thanh, cựu đảng ủy viên, cựu phó tổng giám đốc công ty, ông Phan Tiến Công, cựu đảng ủy viên, phó tổng giám đốc công ty, ông Nguyễn Đình Mười, cựu nhân viên phòng tài chính kế toán công ty, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, cựu phó giám đốc trung tâm cung ứng lao động thuộc công ty, và ông Nguyễn Văn Quyết, cựu phó giám đốc trung tâm cung ứng lao động thuộc công ty này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên tạo nên thế lực mới quanh ông ta. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên còn cho thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Phan Thị Thanh Xuân, cựu đảng ủy viên, nguyên phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kỷ luật theo thẩm quyền đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài. Ngoài ra, bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật theo hình thức khiển trách đối với ông Trần Văn Lâm, đảng viên chi bộ khu phố 5, Đảng ủy phường 7, quận 8. Trong quá trình công tác, ông Trần Văn Lâm chưa thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật hình thức khai trừ đối với ông Đỗ Văn Sang, đảng viên chi bộ 11F, Đảng bộ phường 7, quận Gò Vấp, cựu ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng.
Trong thời gian giữ chức vụ là giám đốc công ty 75, binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng, ông Đỗ Văn Sang đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí số tiền lớn, bị cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, quân khu 5 truy cứu trách nhiệm. Như vậy, qua tay của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Nguyễn Văn Nên đã thanh trừng hàng loạt nhân sự. Tất nhiên, những nhân sự mới thay thế phải biết sống như thế nào cho phải đạo. Như vậy, hứa hẹn rằng thế lực Nguyễn Văn Nên sẽ là một thế lực rất mạnh ở thành phố này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay. Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ lôi thêm ai? Những người nổi tiếng nào sẽ nối gót? Thủ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng chính là công an của thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là điều luật được áp dụng để khởi tố, đó là điều số 331 của Bộ luật hình sự của Việt Nam, truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước. Khi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng luật này thì nhiều người cho rằng chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh đang nhắm vào hành động của bà Nguyễn Phương Hằng phát hình livestream trực tiếp chửi ông đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Như vậy, xem ra hành động bắt bớ bà Hằng không phải là tội vu khống hay xúc phạm những nghệ sĩ nổi tiếng. Bởi vì nếu bà Nguyễn Phương Hằng tấn công các nghệ sĩ tên tuổi khác thì không thể nào là tội xâm phạm lợi ích của nhà nước. Vậy nên những người này chớ vội mừng. Một khi chính quyền không truy tố bà Hằng theo điều 155 Bộ luật hình sự là tội vu khống hay điều 156 Bộ luật hình sự là tội xúc phạm danh dự thì sẽ không loại trừ những người nghệ sĩ bị bà Hằng chửi là vô tội. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày 18 tháng 4 họ đã có giấy mời luật sư nhà báo Đặng Thị Hàn Ni tới trụ sở Công an thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ về đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương. Được biết, trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã đâm đơn lên chính quyền để tố giác những người mà bà đã phát hành trực tiếp livestream tố cáo họ. Nghĩa là bà Hằng làm hai việc song song, vừa tố giác trên mạng xã hội, vừa làm đơn tố giác trực tiếp gửi đến công an. Theo bà Hàn Ni cho biết, nội dung đơn được bà Phương Hằng gửi từ năm trước tố giác bà Hàn Ni có hành vi vu khống làm nhục bà. Trước đây, bà Hằng đã từng làm đơn gửi đi nhiều nơi yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi của bà Hàn Ni đã nhân danh nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm bà Hằng, xúc phạm công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Đây là hình ảnh nhà báo Hàn Ni. Trong đơn, bà Hằng đã yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi lời nói phát biểu của nhà báo Hàn Ni kích động, cổ vũ, khởi kiện tập thể, đồng thời yêu cầu bà Hàn Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý của bà, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, rút tất cả các bài viết, clip, bình luận có liên quan đến bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam cũng như quỹ từ thiện Hằng Hữu vân vân. Thời điểm đó, bà Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo tới rất nhiều cơ quan chức năng và đã có một số cơ quan giải quyết đơn của bà Hằng. Việc cơ quan cảnh sát điều tra mời bà Hàn Ni tới làm việc cũng là nhằm làm rõ giải quyết đơn từ cũ. Được biết, phía bà Hàn Ni cũng sẽ có luật sư cùng với bà Hàn Ni lên cơ quan cảnh sát điều tra để giải quyết đơn mà bà Hằng đã tố cáo trước đây. Sau khi bà Hằng gửi đơn tố cáo bà Hàn Ni cùng với một số người khác, thì bà đã bị bắt vào ngày 24 tháng 3. Sau khi bà Hằng bị bắt, thì việc này làm nhiều người nhầm tưởng bà Hằng bị bắt vì đã phát hình livestream trực tiếp xúc phạm đến nhà báo này và những nghệ sĩ khác. Cũng liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, vào sáng ngày 18 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với bà Bùi Thanh Quỳnh Như, tức là Quỳnh Như Blog. Bà Quỳnh Như từng được cộng đồng mạng biết đến với những đoạn video chia sẻ về ẩm thực, nghệ thuật trên kênh YouTube Lang Thang Đường Phố. Tuy nhiên, sau này bà Quỳnh Như đã tham gia phát hình livestream trực tiếp cùng bà Nguyễn Phương Hằng để xúc phạm rất nhiều người nổi tiếng. Đây là hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh, hình ảnh lúc ông bị lên sóng xin lỗi về việc không hoàn thành trách nhiệm nhà hảo tâm đã gửi gắm. Cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy những người bị bà Hằng tố giác là vô tội. Điểm tối trong việc ém tiền từ thiện vẫn còn đó. Cách chữa trị và chữa cháy của các nghệ sĩ bị tố, và đặc biệt là cách chữa cháy của nghệ sĩ Hoài Linh sau khi bị tố, vẫn không thể thuyết phục được cộng đồng mạng.
tuy là cơ quan cảnh sát điều tra đã ra thông báo là không đủ điều kiện để cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, việc không đủ điều kiện cấu thành tội phạm không có nghĩa là không có tội. Nếu bổ sung đủ bằng chứng thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng sẽ khởi tố, và khi đó cả người khởi tố và người bị tố cũng đều bị nhốt vào tù. Bà Nguyễn Phương Hằng không thể không tham khảo luật sư trước khi tố một ai đó. Vì vậy, những người đang bị bà Hằng tố cũng không hẳn là sẽ an toàn. Và rất có thể cơ quan cảnh sát điều tra sẽ mở rộng thêm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, và lúc đó rất có thể bà cũng sẽ kéo theo nhiều người cùng sổ khám theo bà.